Theo phản ánh của người dân sống quanh khu kinh tế Nghi Sơn cho biết, nhiều năm qua họ phải thường xuyên hứng chịu bụi bặm, tiếng ồn do chạm trộn bê tông CMC. Hàng ngày, bụi xi măng, bột đá theo gió thổi bay mù mịt vào nhà dân xung quanh, cát, bụi vương vãi khắp nơi. Trạm trộn này còn ngang nhiên xả thải ra môi trường, đồng thời bất chấp hành lang an toàn lưới điện cao thế để thi công, hoạt động trạm trộn khiến nhiều người ngán ngẩm. Để tìm hiểu thông tin phản ánh trên, phóng viên đã có mặt trực tiếp tại trạm trộn bê tông CMC thuộc khu kinh tế Nghi Sơn ghi nhận thực tế cho thấy, thông tin của người dân là có cơ sở. Hình ảnh đầu tiên mà phóng viên bắt gặp là trạm trộn này giống như một cỗ máy bức tử môi trường, chất thải, bụi bặm, nước bẩn từ hoạt động sản xuất không được thu gom đúng quy trình để chảy tràn lan ra xung quanh. Trong bán kính vài chục mét quanh trạm, bụi xi măng đóng mảng trên cây cối, nước thải lẫn xi măng đục ngầu chảy thẳng ra khuôn viên trạm trộn và các khu vực lân cận, trông rất bừa bộn và nhếch nhác. Điều đáng nói, trạm trộn này hoạt động ngày đêm trong tình trạng không đủ các điều kiện, xả thải trực tiếp ra gây ô nhiễm môi trường. Ngay con đường ra vào trạm bê tông mặt đường phủ đầy bê tông, nước thải đục ngầu chảy lênh láng, không được chảy về bể lắng đọng, cặn bã bê tông đổ tràn lan thành đống cao khắp mọi nơi. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao thế tại trạm trộn bê tông CMC đang ở mức báo động. Đơn vị này ngang nhiên lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện cao thế để hoạt động trạm trộn ngay dưới chân trụ điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong các điều kiện thời tiết bất thường như mưa to kèm dông sét, gió lốc hoặc nắng nóng kéo dài dễ dẫn đến chập điện gây cháy nổ.